Cái này nó chưa được ơi. Rồi, bây giờ chị nghĩ là bắp của chị là được rồi đấy. Để chị tự. Sợ, chốc nữa chị sẽ xắn tay áo này như thế này. Nhìn thế nào. Ui giời. Chất chơi người rơi chưa. Úi giời. Quả này mà đi ra nhá, riêng hôm nay chị em mình sẽ là nổi bần bật luôn. Giật đây, chị sẽ phải xắn áo này như này. Đấy. Sẽ tin tưởng em được. Ôi giời. Bướm này còn có kim cương với kinh. Nhìn đi, này. Này, chị em mình ạ. Úi giời. Bây giờ em chọn đi, em chọn con nào đi, chị cắt cho nào. Con này. Con này à? Ăn chơi thế, chơi hẳn con tòa này cơ. Kinh ngồng, hôm nay chúng ta như kiểu xăm thật đi nhờ. Tối nay á, bạn em tổ chức sinh nhật á, lại còn bắt chúng mình á, dán mấy cái thứ này để đi chơi. Ăn trời quá. Cái này xong về á, tắm một cái là hết luôn ý mà, đúng không? Không. Tắm kỳ là hết đấy, cho xà phòng là hết luôn, chị vẫn dán rồi. Đây, xong bóc ra. Đưa sao bao? Dính à? Dính. Không phải dán lên tay em à? Em định dán ở đâu? Ở đây, đây. Không, em thích dán ở đây. Dán đây á? Nó to lắm, dán đây xấu. Em cứ dán đấy. Kệ nó. Có phải cho nước không nhỉ? Chắc không đâu. Chị nó không biết nó không. Cái tờ hướng dẫn đâu rồi? Cho tí nước vào đi, bởi vì mọi lần mà mình dán đều cho nước ấy. Đúng rồi. Nếu đâu nó không ra được sao? Chị em mình mới lần đầu làm cái này. Đúng nhá. Con ruồi. À, phải dán nước đúng rồi, như này nó hút nước như này là chứng tỏ là phải dán em ơi. Là phải cho nước. Đấy, nó hút hình xuống. Để khoảng 30 giây là được. Rồi. Sao? Để tay này. Chị mới dễ làm. Đếm đi, đếm từ 1 đến 30 là được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rồi, để thêm tí nữa ra chắc. Chị cũng thử một con nhá. Chị phải thử cái gì chứ. À, chị thích con này, thích con này. Chị dán xong của chị xong là chị làm cho em là vừa đúng không? Chị sẽ làm một chú nhện cho nó hoành tráng. Chị thích nhện à? Chị cũng không thích lắm nhưng mà. Đây, sợ. Nhện bò. Nước, lấy nước giãn cho chị đi. Chấm nước vào, đây, bên này. Đây, nắp đây. Lại đổ chai ra đấy. Đổ rồi, có nước rồi, trời ơi. Ô đừng, lấy ngón tay. Đúng rồi, di vào đây. Đấy, cho nhiều vào. Trời ơi, em tôi nó nhát vậy trời. Đấy, sợ. Ôi, thế thôi. Rồi, đưa ra chị bóc cho su là được rồi đó. Đây, chị xem nào. Không có thành công nhá. Trời ơi. Ngạc nhiên chưa? Đẹp. Không bị một cái xước nào luôn ấy nhở. Đừng sờ vào em. Vẫn chưa khô đâu. Nó chưa khô. Uầy, su ăn trời thế. Su, bóc cho chị. Từ thôi. Có bất ngờ không? Có được không? Em chưa được. Trời, chưa được. Thế mới buồn chứ, tại sao chị lại chưa được? Con chị bé mà. Ôi, xinh đẹp thế. Rồi, có khi á, phải dán thêm một cái gì nữa mà cho nó xinh thôi. À, hai kim cương đi. Kim cương này xấu. Không, em thích kim cương. Chị nghĩ cái lông này đẹp này. Học nhà em lại thích kim cương rồi cô. Thích kim cương. Trời ơi, người đâu chỉ thích kim cương thôi. Thích cái đồ mà ai cũng thích vậy trời. Đây. Đó. Ui, nhờ em nhờ. Su chọn cái này đúng là hợp lý ấy. Chị lại chọn cái kia bé quá. Nhìn nước đây. Chị nghi nó là tại Su chấm nước cho chị chưa. Bỏ đây ạ. Chưa nhiều quá nên nó chưa được đó. Rồi, bây giờ chị nghĩ là bắp của chị là được rồi đấy. Để chị tự. Sợ, chốc nữa chị sẽ xắn tay áo này như thế này. Nhìn thế nào. Ui giời. Chất chơi người rơi chưa. Giời, quả này mà đi ra nhá, riêng hôm nay chị em mình sẽ là nổi bần bật luôn. Giời, đây, chị sẽ phải xắn áo này như này. Đấy. Chắc nhận chưa, sẽ tin tưởng em được không?
Ôi sợ. Bướm là còn có kim cương với kinh. Bên đi. Này. Này, chị em mình ạ. À. Ui cái bên này nữa. Trời ơi, nắm được vậy. Em chọn hai cái lông này cạnh nhau. Đây, đây là cái hình này trang trí hả? Chị nghĩ em sắn tay áo để làm cái mỏ leo không, ở đây. Em không thích. Hay em làm con này đi. Không. Cái lông đẹp. Ui, cái lông này đẹp rồi. Cái lông này đẹp. Lông này là lông công. Trời ơi. Thế em là con công. Ừ, em là con công. Em như con công vậy. Đó. Ui, chị ưng với con này quá này. Như thật luôn nhờ. Thế này không? Tối về có khi mẹ sẽ nồi hai chị em mình ra xử lý tại sao dám xăm. Lúc đấy bố mẹ sẽ vô cùng bất ngờ. À, chiếc lông. Lại mua bàn tay à? Ừ. Để đây đi. Không. Lại đi mua bàn tay à? Thích thế. Chị nghĩ là dán như này đẹp này. Đây này. Đấy. Như kiểu nó sẽ nằm ở trên cổ tay của em ấy. Đấy. Mình phải thay đổi đi. Ừ. Để chị. Tay em làm không có được gì cả. Hụt lắm, nó hút thì nó mới nhanh, 30 giây là được. Ôi, nắm này nhanh nhỉ. Chứ đi xăm thì làm sao chúng ta xăm được, chúng ta còn bé như này mà, đúng không? Thế này xong chúng ta tắm một cái là nó hết, là chúng ta chỉ việc chơi thôi, đúng không? Ôi, nhưng mà cái này xịn ấy, cái mà mình mua trong những hộp bánh ấy, nó cứ bị bong bong ấy nhỉ. Ôi dồi ôi này, chất hơn nước cất luôn, đúng không? Chị làm cái khác đi, chịu làm xong không. Thì cái này nó sẽ làm. Chị ứng với con nhẹ này lắm. Ôi dồi, đẹp chứ, căng nhờ của em nhờ. Này con buồn. Sao nằm quả ở mái? Chờ. Ừ. Sao vừa nằm quả lông ở trên này này? Được chưa? À. Wow, sao? Chất chơi người rơi chưa? Wow, được đấy. Thôi, hết rồi. Ừ. Dán nhiều xấu lắm. Dán thế hình bông hoa đó nè. Thôi bông hoa cho vào đâu? Ở đây cạnh luôn. Trời ơi, con bé này nó bị ngộ độc hình xăm hả? Ui, nó khô rồi. Khô chứ, một tí khô luôn mà. Bông to bông bé nào? Bông này. Trời ơi, người thì bé, chỉ thích hình to thôi. Cái này nó khô nhanh lắm. Khô mà. Hay chị dán con bướm vào đây nhé. Đúng không? Không cũng được. Hay là dán bông hoa vào đây. À đây, à, làm Ấn Độ. Úi dồi ôi. Quả này á, xu quá. Đứng ở đâu? Đứng ở giữa trán luôn. Chán được thế. Em sẽ trở thành ai đi? Nào thế? Đang hào đi, xong rồi chốc về mình tắm cái nó hết mà. Đợi lên. Bye. Đấy, cái nước nó vào cho nó đậm đà, cho nó ra cho nó hết. Hay thế nhở? Ui, xua hơi nhiều nha, chị mới có một hình thôi đây. Tính tiếp đi chị. Không, nhưng một hình nó mới chất. Nhiều hình nó không chất, nhìn này. Đi ra đường chống tay này, ai dám trêu chị em mình? Ngầu chưa? Có xu thì uhuhu. Giờ bàn tay ra. Bướm. Nào là bướm bay rồi lông công. Nào là kim cương. Nào, một. Úc, chưa được. Bão rồi. Ừ, ít nước. Hoặc là cái chán của em nó trơ quá, nó không ra. Đúng rồi, cái chán của em bóng lắm. Ừ, chán em bóng. Tự biết chán mình bóng à? Úi giời, ngẩng lên. Ui, tối nay em đúng là hoa hậu của đêm sinh nhật bạn ấy. Bạn em chứ không phải là bạn em nữa. Đẹp, xuất sắc luôn. Ừ, giời. Thôi, chúng mình đi không muộn rồi. Thế thôi, hất nước đi. Nắp chai vào. Còn mang cái rác thì chúng ta phải mang vứt đi. Không được vứt rác bừa bãi. Sẽ rất là hại đến môi trường. Trời ơi, được đó. Nào, hai chị em mình đi. Yes. Chị vẫn đứng còn này quá đấy. Đi, chúng ta đi thôi. Ừ, đẹp nhờ. Thích nhất là cái ở đầu xong.